lựa chọn sẽ là người chơi trước. Xin mời Cung Tên ạ. À, nhắm vòng ra bắn nha, đừng bắn hai người kia. Mình bắn đối thủ được không mà? Đừng bắn Ngọc Châu nha. Trời ơi. Tí nữa bắn vô mặt Ngọc Châu là thể hiện Ngọc Châu lên chiếc bánh. Cái viên Ngọc Châu lên chiếc bánh. Android Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Mẹ ơi, sao Anchor lại ngon thế? Vì Anchor đến từ New Zealand đó con. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Siêu Bánh, một nơi tranh tài dành riêng cho những thợ làm bánh lành nghề và những ai yêu thích làm bánh. Ngọc Châu cũng xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán giả của Siêu Bánh một năm mới vui vẻ, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhãn hàng tài trợ chính cùng chúng tôi, Andros Professional. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ với hai thợ bánh. Liệu rằng cuộc đối đầu lần này sẽ có những điều gì thú vị? Xin mời hai thợ bánh của chúng ta. Xin chào mọi người, và Thịnh đã chính thức trở lại với top 8 rồi. Đúng rồi. Thật sự là lo lắng thôi. Hồi tối đó thì mình chỉ ngủ được đúng có đâu có 1 tiếng trước khi mình đi thi, bởi vì lo quá. Hai thợ bánh vô cùng điển trai đúng không mọi người? Thì Châu cũng nhớ ra là hai thợ bánh của chúng ta đều tên Thịnh đúng không ạ? Yeah, đấy. Lần quay trở lại này thì không biết là anh Thịnh có suy nghĩ như thế nào và cảm xúc lần này ra sao? Có đỡ rung hơn chưa anh? Đỡ rung hơn một chút. Nhưng mà chắc là lần này là thi chung với anh Thịnh này là cũng là một tín hiệu từ vũ trụ rồi. Bốc thăm ngẫu nhiên nhưng mà lại hai Thịnh là thi chung với nhau. Thật ra đây là cái câu hỏi mà em cũng tò mò lắm á. Khi mà em xem danh sách em kêu sao hai anh Thịnh gặp được nhau hay vậy? Về bạn Thịnh thì thật ra thì mình không chỉ là mình xem qua tập của bạn ấy, mình có xem qua những kênh bạn ấy luôn rồi. Thì bạn ấy rất là có tính sáng tạo và bạn ấy rất là theo trend. Bạn ấy rất là mạnh về hương vị luôn nên mình không biết sao. Đó là lý do vì sao mình rất là lo lắng trong cặp này. Còn anh Thịnh bên đây thì anh cảm thấy như thế nào hả anh? Anh chỉ cảm thấy lo lắng thôi rồi. Từ vòng trước tới vòng này cũng lo lắng luôn anh. Dạ vâng. Ở những cuộc đối đầu tiếp theo này thì thử thách chắc chắn cũng sẽ cam go hơn rất là nhiều. Và chúng tôi đòi hỏi các bạn sẽ phải nỗ lực gấp bội để chứng minh được tài năng của mình. Mình không biết là thế mạnh của bạn này sẽ như thế nào, nên là hãy tùy cơ ứng biến và mình sẽ đưa ra cái chiến lược vào thời điểm phù hợp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách của ngày hôm nay. Liệu rằng có làm khó thợ bánh của chúng ta hay không, và cuộc đối đầu lần này sẽ được thể hiện như thế nào? Xin mời hai vị giám khảo ngày hôm nay. Hai nhân vật sẽ đồng hành cùng với hai thợ bánh của chúng ta. Xin giới thiệu chị Kiều Anh. Và xin giới thiệu giám khảo đại diện từ nhãn hàng Anchor, cố vấn ẩm thực anh Lâm Nguyễn. Chào các bạn. Cảm xúc chị Kiều Anh thì như thế nào hả chị? Hôm nay mình rất là vui khi gặp lại hai bạn, nhưng mà có một cái sự hơi bất ngờ là Song Thịnh lại chung một dòng. Thì làm sao để phân biệt đây Ngọc Châu? Bây giờ em thấy dễ hơn là Thịnh Anh, Thịnh Em. Bây giờ hai Thịnh thì Thịnh nào anh đó nè? Chắc anh đây là Thịnh Anh rồi. Rồi là chưa biết tuổi nhau luôn. Vậy đây là Thịnh Anh chị, đây là Thịnh Em đó. Gọi là giống như một gia đình khăng khít rồi đó chị. Các bạn đã vượt qua được vòng một thử thách rồi. Vậy đến với cái vòng tứ kết thì theo anh Lâm thì chúng ta phải làm cái gì thể hiện cái sự khó khăn hơn chút xíu? Tất cả các thợ bánh chúng ta phải đều có năng lực và một cái tay nghề nhất định để mình bước vào vòng này, thì chắc chắn là Lâm nghĩ là đợt này Lâm với chị Oanh mình sẽ đi sát sao hơn với các bạn và khó hơn một tí. Hồi nãy lúc mà gặp gỡ em hỏi là mọi người ơi, bây giờ mọi người đã bớt rung chưa? Mọi người nói là bớt rồi. Nhưng mà nghe anh Lâm nói xong thì bây giờ sao anh? Đổ mồ hôi. Đúng rồi. Thịnh Anh như thế nào hả anh? Một người rung thì đứng im re mồ hôi đổ, còn một người rung thì cười quá trời. Em hỏi sao cười dữ vậy anh? Anh vui quá hả? Không, tại anh rung anh cười trên thở.
Và ngày hôm nay thì khi mà nói chuyện với anh Lâm thì Châu cũng có địa điểm ở đây một chút xíu. Một set quà rất là đẹp và vô cùng tò mò, không biết liệu rằng bên trong này sẽ chứa được những gì đây đã. Đó là điều là Lâm muốn mang lại cái bí mật cho hai thợ ảnh của mình. Các bạn có bật mí ngay bây giờ không? Dạ muốn. À, nhiều khi bật mí xong là các bạn sẽ bật ngửa. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Anh Thịnh em, anh thấy phần quà này như thế nào ạ? Thực sự là khác với cái vòng trước, đó là vòng trước thì mở chiếc hộp bí mật ra thì sẽ là một loại bánh và các thợ bánh phải làm theo. Nhưng mà cái vòng này thì sẽ là những cái nguyên liệu để thợ bánh có thể thoải mái sáng tạo cũng như là trình diễn những cái khả năng của mình theo một cách riêng. Đây là cái gì các bạn có thể liên tưởng ra cái gì không ạ? Đám mây đúng không anh? Bầu trời. Mây tượng trưng cho một cái ký ức, một cái tuổi thơ. Thì Lâm hy vọng rằng các bạn sẽ đem những ký ức đó vào trong cái chiếc bánh của mình. Thử thách của siêu bánh là các bạn phải làm một chiếc bánh với nguyên liệu từ sữa tươi. Với cái thử thách lần này thì các bạn thấy là cái nguyên liệu đến từ nhãn hàng Anchor, từ cream, bơ và sữa của Anchor. Thì mong muốn các bạn tạo ra một cái chiếc bánh có một cái hương vị độc lạ với cái chủ đề là bầu trời của con. Và các bạn biết được rằng đây là cái nguyên liệu để chúng ta phối hợp để tạo ra một cái chiếc bánh thật sự là độc đáo và bùng nổ. Thôi thì em hỏi Thịnh em trước đi anh. Khi mà anh nghe được tiết lộ đề bài như thế này thì anh đánh giá như thế nào về đề bài lần này? Vừa dễ mà vừa lại vừa khó. Tại vì á là thợ bánh chỉ được giới hạn sử dụng những cái nguyên liệu mà ban giám khảo đưa ra thôi. Dễ ở đây là mình có thể làm theo sở thích mình, nhưng mà khó làm sao để cho nó thật sự là độc đáo và nó thật sự là mới lạ. Anh Thịnh anh thì như thế nào ạ? Vẫn đang suy nghĩ là lát nữa sẽ làm gì tiếp. Anh tiếp tục nhảy số đúng không? Anh tiếp tục nhảy số đúng không? Cẩn đoán, phán đoán. Vậy thì chị Oanh ơi, chị có lời khuyên gì cho hai thợ bánh của chúng ta để mà bắt đầu thử thách ngày hôm nay không ạ? Các bạn nên nhớ sản phẩm sữa từ động vật. Và khi các bạn pha trộn hay đánh thì các bạn nhớ là canh kỹ và nhiệt độ. Nếu các bạn đánh lâu quá nó sẽ bị tách nước ra. Tôi đang mong muốn tìm kiếm một thợ bánh, một siêu bánh. Nên những chiếc bánh của bạn mang đến phải đánh thức vị giác khi mà thưởng thức chiếc bánh đó. Một lời khuyên cũng rất là hữu ích nhưng mà cũng có sức nặng đè lên vai của hai thợ bánh ngày hôm nay đúng không ạ? Ngọc Châu xin tóm gọn lại đề bài như sau là hai thợ bánh làm một chiếc bánh với tính sáng tạo riêng của mình, thể hiện được kỹ thuật của mình với cái chủ đề là bầu trời của con. Hai thợ bánh của chúng ta sẽ có 60 phút để vượt qua thử thách. Và mọi người đừng quên rằng ở đây chúng tôi có tất cả những sản phẩm để có thể hỗ trợ các bạn trong quá trình làm bánh của mình. Antwerp Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Và hai thợ bánh của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Một lần nữa nha, sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. 60 phút, bắt đầu. Sẽ đánh vào mùi vị và sẽ tạo nên sự bất ngờ trong cái hình dáng của chiếc bánh nữa. Thì mình làm một cái chiếc bánh bông lan. Cái tạo màu á, mình tạo màu từ bột hoa đậu biếc
cái phần nhân kem á thì là sẽ là nhân kem khoai môn kết hợp với lại rau câu dừa ở bên trong tạo nên sự mới lạ cho chiếc bánh. Trước khi đến cuộc thi thì Thịnh đã làm cái bánh cuộn này rất là nhiều lần rồi. Đối với lại cái đề bài lần này thì Thịnh sẽ làm cho nó lạ hơn một chút và đúng với lại cái yêu cầu của ban giám khảo. Đầu tiên là sẽ đổ thạch trước, sau đó đánh kem và sau đó sẽ cuộn bánh. Và cái phần thạch này mình sẽ cuộn vào trong cái bánh của mình luôn. Em thấy ở trên kia là mọi người đã bắt đầu thao tác rồi. Nhưng mà chị Oanh ơi, em thấy hình như là lúc đó mình cũng hoảng loạn vì lúc đó sữa trào lên, nó bung hết nguyên liệu ra. Mình cũng sợ nó ảnh hưởng tới phần gia vị luôn, cho nên nó rất là lo. Thật ra lúc đó thì Thịnh cũng chưa có quen với lại cái chảo từ ở đây lắm ấy. Lần trước là Thịnh cũng chỉ xài một lần xong rồi lâu quá rồi ấy, mình mới xài lại. Ê, sao mà chỉnh nhiệt không có được. Mình lấy chữa cháy thì mình cứ làm tiếp thôi. Sao giờ mình cứ mong lát nữa làm xong thì cái vị nó vẫn đúng như cái ý mình mong muốn. Anh Thịnh Anh á thì ảnh chắc là ảnh có rất là nhiều kỳ vọng ở trong vòng thi này, nên là ảnh đặt rất là nhiều cái mục tiêu, nên là chính cái mục tiêu đó khiến cho ảnh cũng hơi run một chút xíu và khiến cho cái nhịp độ của ảnh cái thời gian đầu nó hơi bị chậm. Mình sẽ nấu sữa với lại nguyên liệu lẩu trước để cho cái nguyên liệu của lẩu á đấy nó sẽ ra trong cái sữa tươi đấy. Cái sữa tươi có bị lẩu đấy thì Thịnh nấu như là nấu kem custard vậy đó. Bước tiếp theo Thịnh sẽ nấu sốt phô mai, sẽ bao gồm như là whipping cream, sữa tươi, bơ với lại cream. Thịnh để lạnh 2 nhân. Rồi tiếp theo Thịnh sẽ đánh kem để láng nó bên ngoài. Nguyên liệu cũng là một cái phần rất là quan trọng trong làm bánh đúng không chị? Khi nãy em có nghe anh Lâm nhắc đến là whipping cream, và em thì cũng có biết là có một sản phẩm là topping cream, thì không biết là hai cái này nó khác nhau như thế nào. Anh Lâm có thể giúp em cũng như là khán giả mình phân biệt được rõ ràng không anh? Thì theo mình được biết á, thì kem whipping cream thì nó chiết xuất 100% từ sữa động vật. Còn cái kem topping á thì là chiết xuất 100% từ nguồn gốc từ dầu. Cho nên hai cái sẽ khác nhau về cái vị. Ví dụ như cái mình ăn từ whipping cream á, kem whipping cream thì nó có cái độ thơm, ngọt, béo, tan và mịn mượt ở trong miệng của mình, tại vì nó chế biến từ 100% từ sữa. Còn các bạn topping cream thì chế biến phần dầu, thì cái độ tan chảy của bạn nó sẽ chậm hơn, và cái vị ngọt của bạn có được là do mình bỏ thêm cái đường syrup vào, cái nước đường vào để mình tăng cái độ ngọt, cái hương vị cho nó. Cho nên cách bảo quản của hai loại sản phẩm cũng khác nhau. Theo các bạn được biết á, thì whipping cream thì mình phải bảo quản ở nhiệt độ lạnh từ 2 đến 4 độ C, và mình luôn giữ lạnh trong suốt quá trình mình vận chuyển và cũng như mình sử dụng. Còn đối với kem topping thì các bạn phải bảo quản ở nhiệt độ đông, và bạn phải cấp đông sản phẩm cho đến khi bạn xài thì bạn có thể rã đông ra và mình có thể sử dụng. Đó là hai cái điều kiện khác nhau. Cho nên đôi khi một vài các thợ bánh mới hoặc những người mới làm bánh có thể nhầm lẫn hai cái cách bảo quản này. Và nhiều khi các bạn mua whipping cream và các bạn lại quên đi, và mình bỏ vào trong cái tủ lạnh và mình đưa vào trong tủ đông, mình giữ đông thì cái sản phẩm của mình đã phải bị hư kết cấu và nó không sử dụng được nữa. Lại và tiến lên khu vực phía trước ạ. Để thử thách khả năng xử lý tình huống của hai thợ bánh ngày hôm nay, chúng tôi có một thử thách dành cho các bạn. Đó chính là bắn cung. Và với cái thử thách lần này, hai thợ bánh của chúng ta sẽ thực hiện thử thách bắn cung tên. Nếu như mọi người bắn trúng biểu tượng nào thì các bạn phải thể hiện biểu tượng đó lên chiếc bánh của mình. Mọi người đã hiểu rõ chưa ạ? Dạ. Rồi, hai thợ bánh ai sẽ là người chơi trước ạ? Mình đi, cho làm. Thịnh Anh lựa chọn sẽ là người chơi trước, xin mời cung tên ạ. Nhắm vòng ra bắn nha, đừng bắn hai người kia. Bắn đối thủ được không mà? Đừng bắn ngay Ngọc Châu nha. Và để tăng thêm độ khó và sự hồi hộp cho anh Thịnh, em sẽ xoay cái bàn xoay này nha. Anh Thịnh sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Xoay ạ. À. Rồi. Biểu tượng nào đây ạ? À? Trời đất ơi. Đây là một cái biểu tượng là một nhân vật nào đó đang khám phá một hành tinh mới bên ngoài vũ trụ bao la. Biết sao luôn. Không biết sao luôn rồi, ok anh. Vậy thì bây giờ em mời anh Thịnh em chơi thử. Sẽ cố. Sẽ cố. Tí nữa bắn vô mặt Ngọc Châu là thể hiện Ngọc Châu lên chiếc bánh.
viên hồng trâu lên quanh sạch vậy ta. Thịnh em ơi, mình hãy lưu ý là ở lượt thử thách này, nếu như mà mình không bán trúng bản tên thì Thịnh Anh sẽ là người chỉ định biểu tượng cho mình ạ. Rồi sao? Rồi luôn, em xin mời anh Thịnh anh Thịnh Anh chỉ định biểu tượng đi anh. Em thích cái nào chọn đi em. Chứ anh cũng đang khó khăn lắm rồi. Em lại chọn cầu vòng đó. Ok, ok, quất cầu vòng lại đi. Đau quá rồi. Và với thử thách này thì Vũ Thịnh sẽ phải thể hiện một biểu tượng là một nhân vật đang khám phá một hành tinh bên ngoài vũ trụ. Anh Thịnh em sẽ thể hiện biểu tượng cầu vồng trên chiếc bánh của mình. Thời gian tiếp tục và xin mời hai thử bánh của chúng ta quay trở lại với chiếc bánh của mình ạ. Nồi chiên không dầu house, nồi chiên vạn người mê. Giờ em đang rối quá, pha mà sao nó không có ra nổi tiếng, đen đậm quá luôn á. Wow, một căn bếp với rất là nhiều thử thách ở đây và hai thợ bánh của chúng ta cũng rất căng thẳng trong những giây cuối cùng để hoàn thiện chiếc bánh của mình. Và bây giờ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ! Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm ném từ ban giám khảo. Xin mời tất cả mọi người cùng đến với bất ngờ đầu tiên từ Thịnh Anh. Thịnh cũng muốn thể hiện nguyên chiếc bánh này là về vừa ban ngày ban đêm. Thì nó giống một múi giờ 24 giờ. Và bạn có thể chú ý thấy là cái phần của mình là vào ban đêm như vậy nhiều hơn á. Bởi vì mình rất thích là buổi tối được ngắm nhìn thành phố nhiều đèn lấp lánh. Hoặc là bất kể mình đi du lịch ở nước nào á, lúc nào mình cũng đi lên những cái tòa tháp cao để nên mình nhìn vào buổi tối hết. Và đây là cái hành tinh mà giám khảo đã đưa ra. Thử thách của chương trình đúng không? Trời ơi là trời, muốn xỉu. Nhưng mà không sao, bây giờ anh vẫn đứng đây và thuyết trình ý tưởng của mình là thử thách này cũng còn được ạ, còn dễ đúng không anh? Cảm ơn phần trình bày ý tưởng của anh Vũ Thịnh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với bất ngờ tiếp theo từ thợ bánh Nguyễn Thịnh. Xin mời. Hôm nay thì em đem đến chương trình một chiếc bánh tên là Mơ Trên Mây. Khi mà mình nhận cái thử thách của ban giám khảo đưa đến thì em liên tưởng ngay đến cái tuổi thơ của mình, là một cậu bé mà rất thích ngắm nhìn trời mây. Khi mà mình nhìn những đám mây thì mình sẽ tưởng tượng ra những cái con vật, những cái hình thù mà theo sở thích của mình. Em gộp những cái ý tưởng đó để em tạo nên cái chiếc bánh này. Em vẫn muốn mang những cái hương vị Việt vào trong những chiếc bánh của mình. Hôm nay thì em đem đến cái chiếc bánh cuộn, cái màu xanh da trời là từ hoa đậu biếc, kết hợp với lại nhân kem sẽ là vị khoai môn, và kết hợp với lại thạch dừa ở bên trong tạo ra cái món tráng miệng mà vừa lạ vừa quen. Và bên trên đó thì em trang trí cái thử thách mà em nhận được là cái hình dạng là cầu vòng bằng fondant và các kẹo marshmallow. Và liệu rằng hai chiếc bánh này hương vị có bùng nổ giống như là anh Lâm đã yêu cầu ngay từ lúc ra đề hay không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm chi tiết từng chiếc bánh. Xin mời. Mẹ ơi, sao Anchor lại ngon thế? Vì Anchor đến từ New Zealand đó con. Cái bánh của em thì em sẽ dùng sốt phô mai, sốt lẩu.
Lẩu thường là có ý nghĩa là thường xuất hiện trong các bữa tiệc, đám cưới. Ý nghĩa là quây quần ấm cúng bên nhau, hạnh phúc viên mãn, tốt đẹp cho cặp đôi. Cảm ơn những chia sẻ của thợ bánh Vũ Thịnh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc bánh thứ hai từ thợ bánh Nguyễn Thịnh. Xin mời thợ bánh Thịnh Nguyễn. Cái whipping cream là một cái kem phổ biến trong làm bánh, nên là mình phải có một cái sự đặc biệt. Cái phần rau câu dừa thì để cho nó béo hơn thì em cũng cho thêm một chút whipping cream vào trong. Anh thấy rằng cái cốc tay của bạn hai bên hông á, là bạn cố tình đưa ra hay là... Dạ, thực sự đây là một cái lỗi do vận khá nhiều thao tác khác, để hơi lâu một chút xíu, nên là khi gặp bánh lại thì nó sẽ hơi bị gãy một chút xíu, nên là cũng rất là đáng tiếc. Trước khi bạn cuộn, bạn có thể, nếu mà có cái cước hay cái dao, bạn có thể dằn 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 nhẹ, giống như gọi là massage nhẹ. Lúc đó sẽ cuộn dễ hơn. Và cái thứ hai nữa là bạn có thể dùng rượu kết hợp chung với nước nè, bạn có thể thấm để cho bánh con này nó sẽ mềm hơn. Lúc đó bạn cuộn sẽ dễ hơn và không bị gãy, không bị gập lại giống vậy. Cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Kiều Anh và thợ bánh Nguyễn Thịnh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đánh giá từ ban giám khảo. Trước khi đến với phần công bố kết quả thì Ngọc Châu xin phép mời ban giám khảo sẽ đưa ra những nhận xét cũng như là góp ý cho hai thợ bánh của chúng ta ngày hôm nay ạ. Quanh xin nhận xét bạn Thịnh Anh à. Khi mà thưởng thức á, Quanh không tìm thấy được sự bùng nổ bên trong cái nhân của bạn. Bánh bông lan của bạn bị dày quá. Khi mà ăn vô không cảm giác được cái vị nó nhiều hơn. Tuy là về cái phần cái bánh của bạn, hình thức của bạn đúng nè, đẹp nè, thể hiện rõ bầu trời nè. Rồi riêng về cái phần mà bạn làm đã khói khói lên á, lần sau bạn có làm, thường mình cái đó bánh nó sẽ trang trí trên dĩa thì cái phần ở dưới thường mình sẽ để cao lên, cái khói nên để xung quanh. Và nếu mà tốt nhất là có một cái phần chụp lại, khi bạn mở lên thì cái tạo cái sự bất ngờ cho cái người nhận được là sẽ wow, nó sẽ đẹp hơn thay vì chỉ có một cái chén rất là nhỏ. Tạo cái hiệu ứng nó quá ít, cảm thấy nó bị đơn điệu. Thay vì có thì không có nó vẫn tốt hơn. Còn nếu đã có thì phải cho tới, nó sẽ đẹp hơn. Với mình thì mình xin nhận xét về cái phần của bạn Thịnh Em hay còn là Thịnh Nguyễn. Trong cái thao tác bạn làm là khá là gọn gàng và mọi thứ nó chỉnh chu, nó không có cái sự mà cập rập ở trong đó. Thực sự khi mà nếm về vị á, thì mình cũng không thấy có một cái sự wow ở trong đó, một cái sự bùng cháy hoặc là bùng nổ ở trong đó. Thì đối với những khoai môn bạn đang nói là bạn đang sử dụng tinh chất của khoai môn, bạn có thể hấp chất khoai môn bạn tán ra hoặc là bạn cắt cái khoai môn thành viên nhỏ mình có thể cho vào trong, mình tạo ra cái sự khác biệt. Cái hương mùi của khoai môn thì nó rất là phổ biến rồi, ở đây mình tạo ra một cái gì đó nó đặc sắc hơn, nó nổi trội hơn. Vậy thì liệu rằng ngày hôm nay với cuộc đối đầu này, thợ bánh Vũ Thịnh hay là Thịnh Nguyễn sẽ là người chiến thắng ở vòng đầu tiên để sở hữu cho mình những đặc quyền trong vòng sau? Chắc là giây phút này em xin mời giám khảo Lâm Nguyễn, anh sẽ công bố thợ bánh chiến thắng trong thử thách lần này ạ. Bạn Thịnh Nguyễn sẽ là người chiến thắng ở vòng 1. Thịnh Nguyễn sẽ là người chiến thắng ở vòng 1. Chúc mừng thợ bánh Thịnh Nguyễn, như vậy có nghĩa anh sẽ là người sở hữu đặc quyền trong vòng sau. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo, siêu bánh lộ diện. Chào mừng các bạn đang đến với vòng 2 siêu bánh lộ diện. Ở thử thách lần này, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một vị khách mời, một nhân vật đặc biệt ngày hôm nay. Xin mời! Không gian đêm thật yên ắng, ngân nga giai điệu hay, lòng vui làm sao. Có lẽ tôi đã quên mất tựa bài, chỉ thấy quen thuộc khi lời ca vang mãi. Những vui buồn ấy, những thăng trầm ấy, những ngày cùng em tay nắm tay. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về em, nhớ nhắc tôi từng đêm hát bài ru em ngủ giấc êm. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế, nhắc bầy châu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn.
giọng ca rất là ngọt ngào, một bài hát rất là tình cảm. Chào mừng CC Trương đến với Siêu Bánh ngày hôm nay. Đầu tiên thì CC xin được gửi lời chào đến tất cả các khán giả cũng như là các thợ bánh, các đầu bếp của chúng ta. Thật sự là CC cảm thấy khá là bất ngờ khi mà mình được nhận một cái lời mời làm giám khảo khách mời của một cái cuộc thi làm bánh. Chủ đề của ngày hôm nay là về gia đình, bầu trời của con, nên là CC cảm thấy rất là xúc động và cũng như là rất là hạnh phúc khi mà được có mặt ngày hôm nay. Gia đình luôn luôn là một cái điểm tựa dành cho CC đúng không? Vậy thì nếu mà khi mà gia đình của mình vây quần bên nhau á, thì CC có thường hay nấu ăn cho gia đình không? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Dạ thật ra là cũng có. Ở nhà thì cả CC hay là ba với mẹ đều nấu ăn. Và CC thì làm bánh cũng khá khá. Không nói khá đâu. Vậy là CC đã từng làm những loại bánh gì cho gia đình mình ăn rồi? Thì làm pavarotti nè, làm giò chó quẩy nè, làm bánh mì nè. Tỷ lệ thành công bao nhiêu? Tỷ lệ thành công thì thật là bánh mì nó tới bây giờ mình vẫn fail nha. Bây giờ mình vẫn chưa làm được. Cái mẻ bánh mì đầu tiên CC làm chắc là phải nó cứng như cục đá luôn á. Rồi đi. Không ăn cắn là gãy răng á. Thôi, bỏ qua. Vậy thì coi như là ngày hôm nay CC ở đây á, là có một cái duyên đến với Siêu Bánh đi. Mình sẽ mang đến một cái đơn đặt hàng như thế nào dành cho các thợ bánh của chúng ta đây? Bánh ngọt thì thật ra là ba mẹ của CC đều rất là thích sô-cô-la đắng. Cũng như là mẹ của CC thì hay thích có vị mặn mặn ở trong đó, như là caramel, salted caramel. Dễ mà đúng không? Hoàn toàn là tụi Thịnh không biết sẽ có khách mời xuất hiện, vừa là yêu cầu về mùi vị nè, vừa yêu cầu về trang trí, một cái đề bài rất là nhiều. Với câu chuyện từ gia đình của CC, cái khẩu vị gia đình mà CC vừa chia sẻ thì không biết liệu rằng ngày hôm nay hai thợ bánh của chúng ta sẽ có một cái đề bài như thế nào để bà giám khảo? Đề của chúng ta ngày hôm nay là các bạn sẽ làm một chiếc bánh để tặng cho ba mẹ, nhưng phải đáp ứng được mong muốn của CC, đó là có vị đắng và vị mặn bên trong chiếc bánh. Một đơn đặt hàng kèm theo một đề bài thực ra là không dễ dàng. Và với thử thách vừa rồi thì người chiến thắng là thợ bánh Thịnh Nguyễn. Bạn là người sở hữu đặc quyền đặc biệt cho vòng 2 Siêu Bánh Lộ Diện. Thịnh Nguyễn sẽ có một đặc quyền là tước đi 5 phút của đầu bếp Vũ Thịnh bất kỳ lúc nào. Trong vòng này, hai thợ bánh sẽ có 120 phút để hoàn thành thử thách của mình. Hai thợ bánh của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. 120 phút, bắt đầu. Vừa rồi thì em nghe CC chia sẻ về cái câu chuyện gia đình với anh Lâm thì như thế nào? Đối với mình thì gia đình luôn là một cái mà mình có cái hoài niệm rất là đẹp. Về vấn đề mưu sinh thì nhiều khi mình không có những cái khoảng lặng để mình nhớ về cái gia đình của mình. Vâng. Em thì nghĩ đó là những cái khoảng thời gian hay là những cái vùng cảm xúc nó rất là đẹp. Và khi mà em nghe anh Lâm chia sẻ thì chị Oanh có vẻ rất là xúc động. Gia đình là một cái nơi mà tất cả chúng ta phải nhớ. Khi mà nói tới cha mẹ thì thật sự con không kìm được. Bởi vì thật là bao nhiêu nhiều mất. Ba mẹ ai cũng thương chúng ta hết, mong muốn những gì tốt đẹp hết. Nhưng mà khi mà bắt đầu chúng ta lớn lên, chúng ta đi làm công việc,
chúng ta có gia đình, chúng ta quên mất những người đó đang ở bên cạnh và đang chờ chúng ta trở về nhà. Nhắc tới ba thì mình luôn cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc vì cái khoảng thời gian chúng ta bận rộn, đi học rồi bạn bè, rồi bắt đầu khi mà lập gia đình, có một cái gia đình riêng, thì cái thời gian mà dành cho ba mẹ rất ít. Nhưng chúng ta quên mất một điều, lúc đó ba mẹ làm cần chúng ta và rất là mong được gặp chúng ta. Nhưng mà chúng ta nghĩ là không sao, từ từ mình làm việc này, mình làm việc kia xong mình sẽ về, không sao hết. Nhưng thật ra mình lại quên mất quỹ thời gian của những người đó không có nhiều. Nếu có thể bên cạnh thì chúng ta hãy bên cạnh. Sau khi mà nghe mọi người chia sẻ xong á, và đặc biệt là chị Oanh, thì em cũng hiểu được là đôi lúc chúng ta sẽ bị quên đi những cái điều quan trọng nhất. Nhưng em cũng tin một điều là gia đình, ba mẹ hay là ông bà, anh chị em, dù cho không ở cạnh chúng ta thì mọi người vẫn sẽ luôn dõi theo cái con đường và cái hành trình của mình. Chiếc bánh này thì Thịnh sẽ làm bánh cúc trà. Thì thường cái bánh cúc trà đen này thì cũng sẽ hợp với lại người lớn tuổi. Một phần nữa là trong ba cái nhân này, ba màu sắc có ý nghĩa. Lớp màu vàng, lá vàng 24K. Thì lá vàng này thường là biểu tượng của mặt trời. Thì mặt trời sẽ mang được cái năng lượng mà hạnh phúc. Cho nên là nó giống như là một lời chúc ý nghĩa cho tới bố mẹ khi mà CC mang chiếc bánh này tới. Còn có một sự ý nghĩa hơn nữa là sự kết hợp về tay và ta. Trong cái nhân màu vàng á của Thịnh nó sẽ là chanh dây và saffron. Màu xanh dương sẽ là hoa đậu bếp Việt Quốc. Và màu đỏ sẽ là artiso đỏ với là whipping cream. Artiso thì có mang lại sức khỏe như là phòng chống ung thư này, tốt cho tim mạch này, và có thể đẹp da và giúp ngủ ngon. Bánh này không chỉ mang một ý nghĩa là đẹp không, mà nó còn có giá trị sức khỏe. Cố gắng làm theo ý của bạn CC là sô-cô-la, mà không biết nó có đủ đắng hay không. Chiếc bánh này á, cái mùi vị nó sẽ là bánh bông lan có vỏ chanh. Hiện tại thì cái trào lưu nước chanh giả tay á, nó đang vô cùng được ưa chuộng. Thịnh có một ý tưởng là tại sao không biến cái ly nước chanh giả tay đó trở thành cái phiên bản bánh ngọt. Chiếc bánh bông lan có cái phần vỏ chanh tạo nên mùi thơm, kết hợp với lại phần trà sẽ giúp tạo nên cái vị ẩm cho bánh, kết hợp với lại kem bơ và sốt caramel như là CC có đặt hàng. Ngoài ra thì Thịnh có làm thêm một cái chiếc bánh cookie hình ngôi nhà có vị gừng. Đây là một loại bánh rất là phổ biến, có một chút cay cay của gừng nè, có một chút the của hồi, ấm ấm của quế, rồi có một vị ngọt của iro lá phong. Kết hợp lại nó cũng giống như là những cái cảm xúc của những cái thành viên trong gia đình lại với nhau vậy đó. Gia đình nào thì cũng sẽ có những cái xung đột, nhưng mà sau tất cả thì chúng ta để lại muộn phiền bên ngoài cánh cửa. Xong rồi. Em muốn tước đi 5 phút của anh Vũ Thịnh. Hồi nãy em bấm dừng rồi, ảnh còn đang nấu mà. Đâu còn đang nấu nè. Và anh tắt bếp rồi kìa. Này đang nấu nè. Anh tắt bếp rồi kìa. Đang nấu nè. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹ. Cảm ơn Nhoa. Thịnh Nguyễn nghĩ là nếu mà để cho mình dừng 5 phút như vậy thì sẽ gây ảnh hưởng tới cái nhân khách sạn đấy. Nhưng mà thật sự là bạn Thịnh Nguyễn dừng hay không thì nó sẽ hư khi mà tự mình làm. Thịnh ơi, cái nồi của em có mùi rồi đó. Cái nồi á, bà phải quậy á, có mùi à, khét đúng không? Dạ. Mình có thể nấu lại mà không sao, vẫn còn nhiều thời gian. Em nghĩ chắc không đủ luôn rồi. Kịp, vẫn còn đủ thời gian mà. Mà cái kem su em nó hư mất tiêu rồi, không biết sao luôn. Nấu lại được mà. Antwerp Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Trước khi mà Thịnh làm á, thì Thịnh đều ghi ra sắp xếp thời gian cho từng khâu nó như thế nào. Thì thà mình mất thời gian ngay cái giai đoạn đầu nhưng mà mình sẽ kiểm soát được
từng bước nó đang đi đến đâu và mình không có bị rối. Đó là cái sự xử lý của thầy. Bạn có cái té sô cô la trắng đang bị là lâu đông không? Dạ em có thử ở nhà rồi, thì cái sô cô la trắng thì nó sẽ có được cái kết quả nó nhanh hơn một chút. Bạn có sợ là khi sau mình dán xong lát lại bị tách rời ra không? Em cũng có bị trường hợp đó, nhưng mà quan trọng là mình canh được cái nhiệt độ của sô cô la. Khi mình dùng sô cô la nó có bình xịt đó. Dạ. Sai rồi. Nghĩ không đâu, sao ngu dữ thế trời. Sao mình rút ra liền. Láng lại liền. Rối quá rồi lúc đó là. Kiểu mà bấn loạn cái đó là. Mà mình cũng lo lắng thật, cái rất hồi hộp. Bạn Thịnh Nguyễn thì là một đối thủ rất là mạnh. Và mình cũng đã theo dõi, bạn ấy có những ý tưởng sáng tạo rất là hay. Đấu thì mình vừa lo là không qua được bằng này là một chuyện, nhưng mà nỗi lo nhất của Thịnh là Thịnh sợ là hết thời gian Thịnh không có làm được một chiếc bánh mà chỉnh chu. Đó Thịnh sẽ cảm thấy Thịnh bị thất bại thôi. Và nếu như quý vị có mặt tại đây giống như Ngọc Châu thì mọi người cũng sẽ cảm nhận được cái sự căng thẳng đó ở những công đoạn cuối cùng để mà có thể hoàn thiện chiếc siêu bánh một cách tốt nhất. Bây giờ là những giây cuối cùng để cho hai thợ bánh của chúng ta có thể hoàn thành cũng như là dọn dẹp hết tất cả những dụng cụ mà mình đã sử dụng. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm từ ban giám khảo. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những bất ngờ mà hai thợ bánh của chúng ta mang đến ngày hôm nay dành cho ban giám khảo. Đầu tiên xin mời bất ngờ đến từ thợ bánh Vũ Thịnh. Bởi vì CC nói CC muốn mang cái chiếc bánh tặng cho bố mẹ, thì Thịnh sẽ trình bày ý nghĩa của chiếc bánh này. Bình thường người ta hay nói là con trai như núi Thái Sơn, cái mẹ như nước, là cái hình ảnh của núi và hình của mẹ ở đây. Và lát nữa thì khi mà CC và ban giám khảo cắt bánh ra thì sẽ thấy được 3 tầng màu, màu đỏ hồng, màu xanh dương, màu vàng. Nó giống như cái bài hát Ba Ngọn Nến Lung Linh đó. Gia đình là êm ấm hạnh phúc. Một cái lời gửi gắm về một cái lời chúc gia đình hạnh phúc êm ấm mà có vẻ như anh Thịnh xúc động khá là nhiều. Thì thật ra thì Thịnh cũng giống CC một chút, là từ lúc mà Thịnh đi du học về á thì mẹ Thịnh với Thịnh không có còn tiếng nói chung nữa. Thịnh cũng muốn cho mẹ Thịnh thấy là Thịnh cũng đang rất là cố gắng mọi thứ. Thịnh muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ và mong mẹ sẽ hiểu Thịnh qua chương trình này và có gì động viên Thịnh nha.
Hy vọng rằng là thông qua chiếc bánh lần này cũng như là những lời mà anh Thịnh vừa gửi gắm thì mẹ của anh Thịnh khi mà xem chương trình sẽ phần nào hiểu được những đam mê cũng như là dành cho nhau những cái cơ hội, bởi vì Châu tin rằng là gia đình thì lúc nào mình cũng sẽ quay về bên nhau thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bất ngờ thứ hai của thợ bánh Nguyễn Thịnh. Xin mời. Hôm nay thì thực sự rất bất ngờ khi mà CC đến đây và chia sẻ cái câu chuyện của mình. Chiếc bánh này thì được làm theo đơn đặt hàng của vị khách của mình. Chiếc bánh này có mang tên là Đông Tan, diễn tả một cái giai đoạn mà từ mùa đông mà mình sẽ chuyển qua mùa xuân. Nó cũng giống như những cái CC đã chia sẻ, những cái biến cố mà CC đã gặp phải, giống như là một cái giấc ngủ đông và mình choàng tỉnh dậy, mọi thứ tích cực nó sẽ đến. Không biết là CC có thấy được là một cái nhân vật cô ca sĩ bận một chiếc đầm vàng đang hát một cách rất là vô tư hay không? Thì hy vọng là cái con đường của CC nó sẽ gặp được nhiều may mắn. Dãy hoa ở dưới thân bánh, đây là hoa trạng nguyên, một loài hoa nở vào giai đoạn cuối đông và đầu xuân. Dù là thời tiết rất là khắc nghiệt nhưng mà loài hoa này vẫn tỏa sắc. Con đường của Thịnh đi nó cũng gập ghềnh, không ủng hộ từ gia đình. Nhưng mà Thịnh nghĩ á, ngoài cái sự biết ơn về sự yêu thương hay là biết ơn về những cái công sinh thành, đôi khi chúng ta cũng nên biết ơn về cái sự hoài nghi mà gia đình dành cho mình. Tại vì cái sự hoài nghi đó đôi khi nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm động lực. Giống như Thịnh mỗi ngày Thịnh mở mắt dậy là Thịnh biết là hôm nay tôi chỉ có 24 giờ để tôi theo đuổi cái đam mê này thôi. Và tôi phải làm việc và tôi phải chứng minh cho ba mẹ tôi biết đó là cái con đường này rất là nghiêm túc. Rất là khó để trở thành trạng nguyên một người giỏi nhất, nhưng mà chúng ta sẽ là phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Cảm ơn những chia sẻ của hai thợ bánh cũng như là những câu chuyện và thông điệp mà hai thợ bánh mang đến đây ở Siêu Bánh, nơi bánh không chỉ là bánh. Không biết liệu rằng phần vị có đảm bảo được đúng với đơn đặt hàng của CC hay không và có làm cho vị giác của chúng ta bùng nổ hay không. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm. Antwerp Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Nồi chiên không dầu Sinh House, nồi chiên vạn người mê. CC được hỏi Thịnh là cái vị đắng với cái vị mặn á, là Thịnh lấy từ cái nguyên liệu nào? Cái vị mặn này nếu mà từ cái rumble thì là bột phô mai. Còn nếu mà mặn của bánh này thì base chính của nó sẽ là cream cheese của Uncle. Còn cái vị đắng á, ngoài ba cái màu sắc, ba vị đó nó còn một vị nữa, là cái vị kem cheese đó, từ whipping cream của Uncle, mascarpone, sour cream mà Thịnh có bào chanh nước hoa. Đó chính vì sao mà mọi người ăn thấy vị đắng và thơm. Cái lý do Thịnh bỏ chanh nước hoa vào là để bởi vì nó giảm căng thẳng. Giám khảo giảm căng thẳng mà thí sinh thấy căng thẳng quá. Vâng ạ, em chưa ăn. Tức là khi mình nếm cái vị này thì mới giảm căng thẳng đúng không anh? Tốt lắm quá trời. Khi mà quanh thưởng thức, quanh không cảm nhận được vị đắng và vị mặn. Khi thấy là cái bánh này nó khá là ngon. Chỉ có điều là hai cái yêu cầu chính của mình thì mình không cảm nhận được quá rõ. Tại vì như Thịnh nói thì là cái caramel là Thịnh đã nấu cho nó đắng lên một chút xíu, thì thật ra là Si thấy nó hơi ngọt. Về nguyên tắc khi mà thắng đường caramel thì không thể nào bạn làm caramel nó quá đắng. Yeah. Tại vì khi mà thắng caramel đắng nó rất là nhẫn và mình không ăn được. Cảm ơn những chia sẻ từ anh Long. Và bây giờ sẽ là thời gian hỏi ý của hội đồng giám khảo. Trước khi đến với phần công bố này thì Châu xin mời anh Lâm Nguyễn sẽ có những phần quà đặc biệt đến từ thương hiệu Anchor để tặng cho hai thợ bánh của chúng ta ngày hôm nay ạ.
Lâm đại diện cho nhãn hàng Anchor thì có hai phần quà để tặng cho hai bạn. Lâm hy vọng các bạn luôn vững bước trên cái con đường mình đã chọn và trở thành một người có những cái sáng tạo mới để góp cho cộng đồng bánh của mình. Với hai chiếc bánh vừa rồi thì không biết liệu rằng có làm hài lòng đơn đặt hàng của CC hay không, và CC sẽ thích cái vị của chiếc bánh nào nhiều hơn? Trước tiên thì CC muốn cảm ơn hai siêu bánh của chúng ta đã bỏ rất là nhiều ý tưởng và công sức vào cái đơn đặt hàng của CC. CC chỉ hơi tiếc một chút xíu là cái bánh thứ hai, cái vị mà theo cái yêu cầu của mình thì nó chưa có đủ. Theo ý kiến cá nhân của CC thích cái bánh thứ nhất hơn. Thiệt tình á, là nếu mà nó không buồn là nó xạo nha. Mình dành rất là nhiều công sức cũng như là cái sự đầu tư riêng cho vị khách mời, nhưng mà tiếc quá họ lại không chọn cái bánh của mình. Anh Thịnh nhớ nha, mình đã có đơn đặt hàng từ CC nha. Trước khi đến với phần công bố thì không biết giám khảo Kiều Anh hay là anh Lâm mình có những cái nhận xét về phần thể hiện của hai thợ bánh của chúng ta ngày hôm nay. Anh sẽ nhận xét về bài của Vũ Thạnh trước. Rim chi khi bạn kết hợp chung với chanh nè, Diệp Quốc nè, thì nó sẽ đưa cái hương vị lên, giỏ chanh của bạn nữa. Chủ đề của chúng ta là bầu trời của mỗi chúng ta. Mà đặc biệt đó là bầu trời trong mắt của CC. Bầu trời trong mắt của CC chính là ba và mẹ. Thì chủ đề của bạn đưa ra là núi và biển, giống như trong cái phần ca dao là công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thì bạn đã đi đúng cái chủ đề. Thì về phần của bạn Thịnh Nguyễn, ngày nay thì người ta sẽ ăn bánh nó không có quá nhiều cái cốt bánh bông lan. Mình phải làm cái cốt bánh nó mỏng hơn để mình bắt được cái vị, cái nhân của bên trong. Cái vỏ chanh bạn có thể mài một chút vỏ chanh các bạn thả lên trên đó để tạo ra cái vị vừa thơm nhẹ của vỏ chanh, vừa ra cái mùi tinh dầu nhưng nó lại không có quá đắng. Cái phần kem của mình khi sử dụng kem bơ, các bạn phải biết cách tiết chế và xử lý để làm sao khi chúng ta thấy cái phần kem nó không có bị tươm nước ra. Và bây giờ thì chắc không để mọi người đợi lâu nữa, Ngọc Châu xin phép mời giám khảo Kiều Anh sẽ công bố thợ bánh giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Ai tiếp tục vào trong vòng trong thì sẽ được giữ lại chiếc nón, còn ai không tiếp tục vào vòng trong thì sẽ bị tháo nón. Thì phút này thật sự là hồi hộp. Quân sẽ xin chúc mừng bạn Vũ Thịnh sẽ bước tiếp vào vòng trong. Tâm trạng bây giờ thì cũng rất là nhiều, vui là vì mình đã làm đúng với lại cái khả năng của mình nhất, mình đã làm hết sức nhất có thể. Buồn là mình thiếu một chút xíu may mắn ở trong cái cuộc thi này. Như vậy có nghĩa là thợ bánh Vũ Thịnh sẽ là thợ bánh tiếp theo ghi tên mình vào trận bán kết sắp tới. Xin chúc mừng thợ bánh Vũ Thịnh và xin cảm ơn màn thể hiện xuất sắc ngày hôm nay của thợ bánh Nguyễn Thịnh. Thịnh á, muốn nói với anh Thịnh á, là anh hãy tự tin vào, kết quả thì luôn bất ngờ. Và biết đâu á, là ngôi vị quán quân năm nay sẽ thuộc về anh thì sao? Các bạn hãy chờ đón vòng bán kết của Thịnh nhé. Thịnh hứa sẽ không rung nữa đâu. Ngọc Châu xin cảm ơn ba giám khảo đã dành thời gian đồng hành cùng với Siêu Bánh ngày hôm nay. Ngọc Châu cũng xin gửi lời cảm ơn đến khán giả xem đài đã đồng hành cùng với Siêu Bánh. Và hy vọng rằng ngày hôm nay tất cả quý vị khán giả đã có một hành trình tuyệt vời cùng với Siêu Bánh. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào lúc 20:20 trên kênh HTV7 tối thứ tư mỗi tuần. Xin cảm ơn nhãn hàng Android Professional, nhà tài trợ chính đã đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Android Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Nước cốt dừa tươi Việt Coco thơm hơn, béo hơn, đặc hơn, tiết kiệm hơn cho món ngon mỗi ngày.